Vâng, cảm ơn quý khán giả đã giữ màn ảnh. Thì thưa anh Giao, chúng ta thấy là ở tại cái vùng Biển Đông đó, thì trước đây Trung Cộng cũng rất là hung hăng khi mà đưa ra những cái biện pháp nào là cắt tàu cáp của tàu thăm dò Việt Nam, rồi bắn chết ngư phủ Việt Nam, rồi cướp các cái ngư thuyền của Việt Nam, và nhiều cái hành động mà có thể nói rất là hung hăng trong cái vùng ở Biển Đông. Và khi mà qua cái vùng biển Hoa Đông này thì chúng ta thấy Trung Cộng cũng tỏ ra một cái thái độ rất là hung hăng, từ cái chuyện mà đem tàu chiến tới cũng như đổ bộ người lên trên đảo Điếu Ngư, rồi đem máy bay vào cái vùng tranh chấp với Nhật Bản. Và cái đảo Điếu Ngư đó thì từ xưa đến nay do người Nhật là quản lý từ trước nay và về hành chánh, chứ chưa bao giờ là của người của Trung Cộng Trung Quốc cả. Vậy thì thưa anh, cái thái độ mà hung hăng của Trung Cộng ở Biển Đông và ở biển Hoa Đông này, phải chăng đây là một cái sách lược mà Trung Cộng muốn trở thành một cái quốc gia về biển, tức là quốc gia về đại dương, thay thế muốn ngang hàng với Hoa Kỳ này, nên Trung Cộng đã đưa ra những cái chính sách làm thế nào xâm lấn được những cái đường biển và đường hàng không để mà đưa một lối thoát cho các cái hạm đội của Hoa Lục ra đại dương hay không? Thế thì trước khi trả lời cái câu hỏi mới của anh đó, thì tôi xin được đọc một cái đoạn ngắn về cái chuyện mà cái chuyến công du của ông Biden đó, khi qua Trung Quốc đó. Thì như anh đã nói đó, thì trong cái buổi họp mà báo chí công khai đó, thì hai bên không có đả động đến đó. Nhưng mà sau đó mà khi họp với mặt với lại các cái nhà lãnh Chuyên đạo gia doanh nghiệp đó, vâng, ở Bắc Kinh đấy, thì ông có nói như thế này: loan báo đột ngột của Trung Quốc mới đây về việc thiết lập một vùng nhận dạng phòng không mới rõ ràng là đã tạo ra một sự bất bình đáng kể trong khu vực. Và trong cuộc nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình, tôi đã rất thẳng thắn khi trình bày lập trường kiên quyết của chúng tôi và những trông đợi của chúng tôi. Ông Biden cũng cho biết những sự bất đồng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc không chỉ giới hạn trong phạm vi các vấn đề an ninh. Tức là có nhiều vấn đề lắm chứ không phải đó. Về cái vấn đề an ninh nó chỉ là một trong những vấn đề đó. Và ông nói rằng là có những sự bất đồng và tất nhiên là không có không thỏa thuận được cái gì cả. Thì như về trở lại cái câu hỏi mới của anh đó, thì rõ ràng đấy, chúng ta đã biết thì ai cũng đã biết rồi. Hiện thời đó, Trung Quốc đó, là muốn là cái vùng Á Châu này đó, tức là từ bên phía Biển Đông Biển tới Đông biển tới Hoa biển Đông. Hoa Đông luôn, là cái vùng ảnh hưởng của họ, thay thế cho Hoa Kỳ. Thì chúng ta đã biết là có một thời gian khoảng chừng vài năm phải không ạ, thì Hoa Kỳ gần như là bỏ lơ cái Cái vùng vùng Thái vùng Bình Dương. Thái Bình Dương này, thành ra Trung Quốc lợi dụng và đã gây ảnh hưởng, có cái chiến dịch mà gây ảnh hưởng rất lớn ở cái vùng Đông Nam Á này, nhất là Đông Nam Á và cả biển Hoa Đông nữa. Thì nhưng mà cái mức độ mà cái ý đồ của Trung Cộng đó, dần dần nó có vẻ là quá lộ liễu thôi. Thành ra đó, càng ngày họ càng gặp nhiều phản ứng của các cái nước ở trong vùng Đông Nam Á. Thì tất nhiên họ cũng có những cái biện pháp để họ làm sao để xoa dịu hoặc là làm chia rẽ cái khối Đông Nam Á. các quốc gia Đông Nam Á. Thế nhưng mà rõ ràng đây là trong cái sách lược của họ, là họ muốn là họ là cái nước Chủ động chủ trong động trong cái vùng Á Châu Thái Bình Dương thành và muốn thay kế ở trong mình. Và tôi nghĩ rằng là cái kế hoạch mà xoay trục của ông Obama đó là muốn để đối lại chọi lại cái sách lược của Trung Cộng này đó thôi. Vâng, thì thưa anh, khi mà Bắc Hàn, chúng ta còn nhớ Bắc Hàn là hăm tấn công Nam Hàn và tấn công cả Hoa Kỳ. Đó, và khi đó Hoa Kỳ đã điều động đưa những cái dàn hỏa tiễn từ ở Alaska đi qua Nhật Bản, và thiết lập những cái dàn phóng ở các cái vùng đó, cũng như tăng cường những cái hệ thống về về không quân
ở Nhật Bản và ở tại Philippines. Kỳ này thì khi mà Trung Cộng công bố cái vùng không gian như vậy đó, thì chúng ta thấy Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn đã có những phản ứng rất là mạnh mẽ và đã đi vào trong cái vùng đó mà bất chấp những cái đề nghị của Trung Cộng. Thì thưa anh, song song đó đó thì Hoa Kỳ cũng đã điều động 8 cái phi cơ để chống tàu ngầm tới Nhật Bản. Thì phải chăng hai cái sự kiện Bắc Hàn hung hăng muốn gây chiến và cái sự kiện Trung Cộng lấn chiếm không hải phận cũng như là không phận, cái vùng không mà Trung Cộng đưa ra đó là vùng không phận của quốc tế, phải chăng hai cái sự kiện đó nó đang giúp cho, thứ nhất về Nhật Bản là một quốc gia sau cái thế chiến, thứ hai đã không được phép thành lập quân đội mà chỉ có lực lượng phòng vệ mà thôi, và chính những sự kiện này của Trung Cộng cũng như của Bắc Hàn đã tạo cơ hội cho Nhật Bản có cớ để có thể coi như là thiết lập lại cái lực lượng quân đội, và thứ hai là cái giúp cho cái hệ thống xoay trục của Hoa Kỳ nhanh hơn và lẹ hơn và không gặp nhiều phản ứng. Phải chăng đây là một cái kết quả ngược lại những cái điều mà Trung Cộng mong muốn không? Theo một số nhà bình luận đó, thì cũng có thể là như vậy, tức là có thể là Trung Cộng đã có một chút sai lầm trong cái chuyện rằng là công bố cái vùng nhận dạng phòng không này đó, là tại vì rằng là nó đã, theo họ đó, đây là một cái dịp để cho Mỹ xác định lại cái chuyện rằng là cái là đối với lại các nước ở trong vùng đó là cái dã tâm của Trung Cộng, là tại vì càng ngày nó càng lộ ra nhiều sau những một số những hành động ở trên biển hay là này kia các thứ, thì khiến cho cái chuyện mà xoay trục đó, cái sách lược xoay trục của Tổng thống Obama nó dễ thực hiện hơn và dễ được các nước ở trong vùng chấp nhận hơn, thì họ nghĩ rằng là đây có thể là một cái cơ hội tốt để thực hiện cái kế hoạch xoay trục của Obama, là tại vì rằng là nếu mà cái dã tâm của Trung Cộng mà càng ngày nó càng lộ ra nhiều đấy, thì cái sách lược của Obama lại càng dễ được các nước ở trong vùng họ chấp nhận, thì cái đó là một cái vấn đề mà một số nhà bình luận họ cũng có nghĩ như vậy. Nhưng mà cái mà theo tôi nghĩ đó, cái vấn đề mà chúng ta quan tâm nhiều hơn đó, về cái chuyện mà Trung Quốc đã tuyên bố cái vùng nhận dạng ở bờ biển Hoa Đông đó, không phải là cái chính cái chuyện ở vườn Hoa Đông, mà rằng là có thể nào mà Trung Cộng sẽ có một cái bước thứ hai, họ sẽ cũng tuyên bố một cái vùng nhận dạng phòng không ở trên biển Đông. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ quan tâm, cần phải quan tâm nhiều hơn. Và nếu mà họ làm như vậy đó, không biết rằng là họ có làm như vậy hay không, và nếu nó làm như vậy đó, thì cái đối sách của Việt Nam và những nước ở trong vùng Đông Nam Á nó như thế nào, thì tôi nghĩ đó là cái mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn, là tại vì cũng có nhiều người nói rằng là cái này nó chỉ là cái bước một, và cái bước hai là có thể họ sẽ cũng sẽ tuyên bố một cái vùng nhận dạng không ở trên biển Đông thôi. Vâng, thì thưa anh, thì qua cái cuộc những cái cuộc căng thẳng ở tại cái biển Hoa Đông như vậy đó, và khi mà Trung Cộng tuyên bố cái vùng không gian kiểm soát như vậy, thì các quốc gia vùng Đông Nam Á thì hầu hết im lặng, không có lên tiếng phản đối gì hết, và người ta cho rằng đây là Trung Cộng đang chơi cái màn dương đông kích tây. Bởi vì khi mà Tập Cận Bình mà lên nắm chính quyền rồi đó, thì hình như là ông ta có vẻ hài hòa ở tại vùng biển Đông qua những cái đề nghị là hợp tác khai thác các cái, mà không thấy có những cái sự kiện căng thẳng xảy ra ở tại biển Đông. Nhưng mà ngược lại thì ở tại vùng biển Hoa Đông thì lại căng thẳng đối với Nhật Bản nặng nề hơn. Và người ta nghĩ rằng cái chuyện mà như anh vừa nói đó, là có thể đây là cái bước đầu tiên để mà Trung Cộng thử xem cái phản ứng của thế giới, của các quốc gia trong vùng như thế nào. Và nếu mà thấy rằng cái sự mà phản ứng đó nó không đồng loạt với nhau, mà nó được phân vùng ra, tức là ai là nạn nhân thì kẻ đó lên tiếng, còn tôi không phải thì tôi không lên tiếng, thì cái bước thứ hai có thể là Trung Cộng sẽ đưa ra một cái vùng cũng kiểm soát không gian giống như
ở tại cái vùng biển Hoa Đông này. Thì thưa anh, trong cái chuyến công du của Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng ở tại Ấn Độ mới đây, trong cái tuần lễ vừa qua, thì Cộng sản Việt Nam đang có cái đề nghị để mua cái loại hóa tiễn siêu âm mà của Nga và Ấn Độ cùng sản xuất. Thì phải chăng đây cũng là một cái sự chuẩn bị để mà khi mà Trung Cộng công bố một cái vùng không gian để kiểm soát như vậy thì Việt Nam sẽ có những phản ứng không? Thưa anh, thực ra thì với lại cái Việt Nam đó, thì chúng ta khó nói được là bây giờ họ đang tính toán cái gì, là tại vì từ trước đến giờ đó cái chính sách của Việt Nam đó nó không có nhất quán, không có rõ ràng, nó không rõ ràng, lúc thì thế này, lúc là thế kia. Nếu mà mình nói là cái chuyện mua vũ khí đó thì tất nhiên là mình có thể hiểu một cách đơn giản là đúng rồi, mình muốn tăng cường cái khả năng phòng vệ lãnh thổ như thế nào thì cái đó là hiểu cách bình thường. Nhưng mà đối với Việt Nam đó, thì chúng ta lại còn phải suy nghĩ nhiều chuyện. Nó không, cái chuyện ở Việt Nam nó không có cái chuyện gì bình thường cả, mình cũng không hiểu là như thế nào. Có thể là như vậy, có thể là cả cái chuyện rằng là họ muốn rằng là bây giờ đó, theo tôi nghĩ đó, Việt Nam rất là muốn được hợp tác quân sự với lại Hoa Kỳ. Nhưng mà hợp tác quân sự với Hoa Kỳ đó nó khó lắm, tại vì nó có nhiều cái trắc trở, là nhất là Việt Nam bây giờ đó muốn hợp tác quân sự với Hoa Kỳ đó là phải thỏa mãn một số điều kiện, chẳng hạn như cải tổ với những quyền, một số điều kiện mà Hoa Kỳ bây giờ họ chưa có đồng ý. Thành ra cái chuyện cấm vận vũ khí đó nó vẫn còn, và tôi nghĩ là trong tương lai ngắn có thể thấy được thì nó vẫn còn như vậy. Thì bây giờ nếu Việt Nam mà muốn mua vũ khí thì mua của ai bây giờ? Chỉ có cách là mua của Nga thôi. Ngay chính Trung Cộng cũng mua vũ khí của Nga nữa. Thì có thể là về vấn đề, tôi nghĩ rằng là cái đối với Việt Nam hiện thời đó, theo tôi nghĩ đó, Việt Nam đã muốn hợp tác nhiều với Mỹ về kinh tế, nhưng mà với quân sự đó, thì hợp tác với Nga nhiều hơn. Thì theo tôi nghĩ đó là như vậy. Thành ra Việt Nam đã mua tàu ngầm, đã mua máy bay, bây giờ lại muốn mua hỏa tiễn của Nga nữa. Thì nó cũng là một cái chuyện, tôi nghĩ nó cũng là một cái chuyện hợp lý thôi. Thế nhưng mà đối với một số chuyên gia đó, thì họ nói là họ không có loại trừ cái khả năng là Trung Cộng có thể là sẽ tuyên bố lập cái khu nhận dạng phòng không ở trên Biển Đông. Nhưng mà thực ra đó, cái chuyện rằng là có thể kiểm soát được cái vùng mà không vận ở Biển Đông đó, đối với các chuyên gia đó thì khó hơn nhiều so với cái biển Hoa Đông. Khá xa, là tại vì rằng là đối với cái vùng biển Hoa Đông đó, thì máy bay có thể cất cánh từ lục địa và bay ra kiểm soát toàn bộ cái khu vực họ tự công và có thể bay về được. Còn ở biển Đông thì không quá xa, không có như vậy được. Thì họ nói đối với Biển Đông đó, Việt Nam đó phòng thủ dễ hơn là cái chuyện đối với lại Trung Quốc phải đi xa lắm. Máy bay từ lục địa Trung Quốc không có thể bay xuống dưới đó bay về được. Có kiểu cùng lắm là bay từ đảo Hải Nam thôi, thì cũng chỉ bay gần nó, không có bay quá xa được. Thành ra cái chuyện này nó cũng rất là khó. Mà như hồi anh có nói đó, là có vẻ như ông Tập Cận Bình đó, trong cái chuyện mà Đông Nam Á này, có vẻ ông có cái thái độ hòa hoãn, mà nhất là sau cái chiến dịch ngoại giao phải không ạ? Nhân cái dục ông Obama không có qua họp được ở bên Á Đông đó, thì ông ấy và ông Thủ tướng đã đi qua bên đó để họp và làm một cái chiến dịch, phát động một cái chiến dịch vận động ngoại giao rất là lớn. Thì có vẻ như ông ấy có vẻ hòa hoãn ở cái vùng Biển Đông hơn, vùng Đông Nam Á hơn. Thế tại sao lại căng thẳng với Nhật? Thì theo một số chuyên gia đó, thì sở dĩ căng thẳng với Nhật đó, thì giữa Trung Quốc và Nhật đó, thực ra đó, nó gần như là nó có một cái mối thâm thù lâu lắm rồi. Cũng giống như Việt Nam với Trung Quốc. Với lại Trung Cộng. Vâng, thành ra cái chuyện này nó không phải là chỉ là cái chuyện mà là tranh chấp về mấy cái hòn đảo nhỏ. Tại vì thực ra cái hòn đảo Senkaku nó không có người ở, nó không có cái gì trên hết. Nó chỉ là tranh chấp vậy thôi. Chứ Trường Sa đó nó lại còn, Hoàng Sa, Trường Sa nó lại còn lớn hơn nhiều thôi. Thế nhưng mà đây... Nhưng mà anh ạ, cái biển Hoa Đông á, nó sâu hơn là Biển Đông. Dạ vâng. À, và nó cái cửa ngõ, nếu mà anh kiểm soát được cái đảo Điếu Ngư á, thì anh bảo vệ được cái đường hàng hải của những hàm đội của Trung Cộng đi ra Thái Bình Dương, nó quá an toàn hơn là đi qua ở Biển Đông. Ở Biển Đông á, cái chỗ sâu nhất chỉ có 200 mét thôi.
mà 200 mét thì so với một cái tàu ngầm đó, thì nó tương đối. Nhưng mà đối với vấn đề kinh tế đó, thì cái đường cái Biển Đông đó, thì nó lại quan trọng hơn nhiều lắm, Thành ra người ta nghĩ rằng là cái chuyện mà giữa căng thẳng giữa Trung Cộng với lại Nhật Bản đó, nó không phải chỉ là cái chuyện tranh chấp thuần túy, mà nó là cái vấn đề là giữa cái nước Nhật với lại cái tàu đó, nó có những cái mối thù hằn, nghĩa là có tính cách lịch sử rồi thưa anh. Thành ra nó dễ bị căng thẳng như vậy. Vâng, thưa anh, thì có lẽ là mình sẽ phải nói về Việt Nam một chút, là tại vì một cái tòa án Liên Hợp Quốc vừa mới kêu gọi trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân, thì anh thấy thế nào về cái vụ này như thế nào? Thưa anh, cái vụ Lê Quốc Quân đó, thì theo những tin tức mà chúng ta mới nhận được đó, thì bây giờ tự nhiên nó lại nổi cộm trở lại sau khi mà cái ủy ban mà hành động của Liên Hợp Quốc đó, về cái chuyện bắt giữ tùy tiện đó, tức là một cái tòa án đó anh, nó tương đương với một cái tòa án đó, thì họ đã ra một cái bản tuyên cáo nói rằng là cái việc mà Việt Nam bắt ông Lê Quốc Quân như vậy đó là hoàn toàn sai trái, là họ bắt ông ấy là vì cái chuyện mà nó không phải là cái chuyện về thuế, là hoàn toàn chuyện bịa đặt, và nó đây là một cái chuyện bắt hoàn toàn có tính cách chính trị, vì ông đã viết những cái bài mà về nhân quyền. Thành ra họ yêu cầu là Việt Nam phải trả tự do trực tiếp, trả tự do cho ông Lê Quốc Quân, cũng như là Ủy ban hành động cũng đã có một cái thư về cái chuyện mà 15 thanh niên công giáo bị bắt về cái những tương tự về nhận như vậy. Ngoài ra đó thì hiện thời đã có 12 cái hiệp hội về nhân quyền trên thế giới và 12 vị dân biểu và 24 cái hiệp hội khác nữa đã viết thư gửi Tổng thống Obama và ông Ngoại trưởng Kerry đó, là yêu cầu can thiệp là Việt Nam phải thả ông Lê Quốc Quân. Thì hiện thời chúng ta thấy rằng là trong một cái tuần lễ vừa qua, 2 tuần vừa qua đó, thì cái chuyện mà ông Lê Quốc Quân nó lại nổi cộm trở lại và cái áp lực quốc tế tự nhiên nó lại tăng lên rất là mạnh. Thì không hiểu rằng là có phải đây đúng là cái thời điểm mà trước sắp sửa ký cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ nó có một cái chiến dịch mà cái áp lực rất là mạnh như thế này. Tại vì đây có lẽ là cái điểm thuận lợi nhất ấy, là để áp lực Việt Nam phải có một cái số hành động mà cởi mở hơn một chút, phải không ạ? Vâng, thưa anh, thật sự ra thì trước đây đó là bên Việt Tân đó có đưa 2 cái vụ này ra tòa án của Liên Hợp Quốc và qua cái cơ quan này. Và sau một thời gian họ điều tra thì bắt đầu có những cái quyết định như thế này. Và có lẽ trong vòng 1-2 tuần lễ nữa, một cái quyết định về 15 thanh niên công giáo cũng sẽ được ra. Thì thưa tất cả quý đồng hương, là cái ngày quốc tế nhân quyền cũng sắp sửa tới. Và các cái nỗ lực của cộng đồng chúng ta ở khắp nơi đang dồn các nỗ lực để mà áp lực Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền kể từ khi Cộng sản Việt Nam ngồi vào cái ghế Hội đồng Nhân quyền. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái thời điểm mà rất là thuận lợi cho cái cộng đồng người Việt hải ngoại để vận động, cũng như là các cái thành phần đấu tranh ở trong nước khai dùng tất cả những cái điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để thành lập lên những cái xã hội dân sự, những cái lực lượng ở trong nước mà nó đi đúng theo cái công ước quốc tế cũng như là cái công ước về dân sự và chính trị. Thì đây là một cái cơ hội mà có lẽ là cái ngày biểu tình sắp tới, ngày mùng 10 tháng 12, tức là trưa ngày thứ ba từ 11 giờ đến 1 giờ ở trước tòa lãnh sự của Việt Cộng. Chúng tôi mong đợi là quý đồng hương chúng ta hãy tới tiệc đông để nói lên tiếng nói của chúng ta và kêu gọi mọi người cùng tham gia để hỗ trợ cho tiếng nói ở trong nước, để chúng ta xoay chuyển đất nước Việt Nam, chúng ta phải có một đất nước có tự do, dân chủ và sinh hoạt đa nguyên. Thì bây giờ cũng đã hết giờ, xin anh gửi lời chào đến khán giả của Đài. Chúng tôi xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn quý khán giả vào chương trình kỳ tới.